Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhịp đập thể thao của webthethao.vn. Chương trình sẽ được phát sóng vào 7 giờ 30 tối hàng ngày trên hệ thống website, fanpage và YouTube channel của webthethao.vn. Nếu các bạn bỏ lỡ bất kỳ điều gì trong vòng 24 giờ qua của thế giới thể thao thì đừng lo, tại có chúng tôi ở đây rồi. Và ngay bây giờ hãy đến với những tin tức chính của chương trình ngày hôm nay. Võ Thanh Tùng tiếp tục thất bại. Trong Hoàng Tuyết Loan chia tay Paralympic Tokyo 2020. Ronaldo sẽ đối đầu Messi ở bảng tử thần Champions League. Trong chuyên mục môn màu thể thao ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện về siêu nhân bóng bàn 48 tuổi thi đấu bằng miệng ở Paralympic. Vào sáng nay, vận động viên Võ Thanh Tùng thi đấu nội dung thứ 3 tại Paralympic Tokyo là bơi 50m bướm S5. Thanh Tùng thi đấu ở lượt thứ 2 cùng với 5 vận động viên rất mạnh khác. Nội dung này có 18 vận động viên chia làm 3 đợt và chọn ra 8 vận động viên có thành tích tốt nhất vào chung kết. Thanh Tùng chạm đích cuối lượt bơi này với cách biệt chậm hơn 17 giây so với vận động viên về đầu. Thành tích ban đầu của anh là 53 giây 75, nhưng sau đó ban tổ chức cập nhật kết quả chính thức thì Thanh Tùng thậm chí bị đánh lỗi phạm quy và không được công nhận kết quả. Ở môn cử tạ, đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan cũng kết thúc phần thi hạng cân 55kg nữ. Vận động viên 46 tuổi đăng ký mức tạ khởi điểm là 95kg nhưng đã không thực hiện thành công. Ở lượt cử tiếp theo, Tuyết Loan đã xuất sắc hoàn thành hai mức tạ là 97kg và 103kg. Tuy nhiên, kết quả này không thể giúp đô cử quê Khánh Hòa có được huy chương và chính thức nói lời chia tay với Paralympic Tokyo 2020. Ban tổ chức giải US Open 2021 đã tiến hành bốc thăm chia nhánh đấu vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Và điều đáng chú ý đã xảy ra, nếu tiến vào bán kết, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic có thể sẽ gặp hạt giống số 4 là Alexander Zverev. Sau khi khiến Djokovic ôm hận ở Olympic Tokyo 2020, tay vợt trẻ người Đức chắc chắn sẽ là trở ngại đáng kể nhất trên hành trình hoàn tất bộ sưu tập đủ 4 danh hiệu Grand Slam của Nole trong năm nay. Do trước đó, đương kim vô địch Dominic Thiem rút lui khỏi giải đấu vì chấn thương cổ tay, US Open 2021 năm nay chắc chắn sẽ có tân vương. Ngoài ra, hai ngôi sao Rafael Nadal và Roger Federer cũng không tham gia vì lý do tương tự. Ở nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Naomi Osaka ở nhánh nặng ký thì cô có thể gặp cựu số 1 thế giới Angelique Kerber ở vòng 4, Anila Vitolina ở tứ kết, Arina Sabalenka tại bán kết và Ash Barty ở chung kết. Còn hai chị em nhà Williams đều không tham gia giải đấu năm nay. US Open sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 tại thành phố New York của Mỹ. Và ngay từ vòng 1 sẽ được hâm nóng bằng cuộc so tài giữa Tsitsipas và Andy Murray. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ năm nay sẽ nhận giải thưởng là 2,5 triệu đô la Mỹ một người, giảm 500.000 đô la Mỹ so với năm ngoái. Những lá thăm đã đưa Paris Saint-Germain đụng độ Man City ở vòng bảng Champions League 2021-2022. Điều này có nghĩa là Lionel Messi đứng trước khả năng sẽ chạm trán Cristiano Ronaldo trong trường hợp CR7 rời Juventus chuyển đến Man City như những thông tin đang xuất hiện ngập tràn các mặt báo. Nếu điều này trở thành hiện thực thì CR7 sẽ tái hiện cuộc so tài với Messi ở Champions League giống như các mùa giải trước. Khi ấy do Ronaldo nhiễm Covid-19 nên anh chỉ đối đầu với Messi trong trận lượt về vòng bảng mà Juventus thắng Barca 3-0. Messi hiện đã cập bến Paris Saint-Germain với bản hợp đồng 2 năm cùng với mức lương sau thuế lên tới 35 triệu euro một mùa. Trong khi đó, đang rộ lên thông tin Ronaldo sẽ rời Juve, gia nhập Man City và hưởng lương 31 triệu euro một mùa. Cũng vào đêm qua đã diễn ra lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2021-2022. Ngoài cuộc đối đầu của Paris Saint-Germain và Man City, còn có các cuộc so tài đáng chú ý khác như Bayern Munich gặp Barca, Chelsea sẽ gặp Juventus, Real Madrid gặp Inter Milan và Liverpool gặp Atlético Madrid. Siêu nhân bóng bàn 48 tuổi thi đấu bằng miệng ở Paralympic 2020. Ở tuổi 48, Ibrahim Hamatour của đoàn thể thao người khuyết tật Ai Cập là một trong những vận động viên lớn tuổi nhất tại Paralympic Tokyo 2020. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng vận động viên này vẫn gây ấn tượng mạnh khi thể hiện kỹ năng chơi bóng bàn siêu đỉnh bằng việc dùng miệng để điều khiển vợt. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, Hamatour đã có trận đấu với đối thủ người Hàn Quốc là Park Hong-kyu. Dù để thua chung cuộc là 0-3, nhưng tay vợt người Ai Cập vẫn gây được ấn tượng mạnh bởi cách thi đấu vô cùng lạ lẫm của mình. Bị cụt cả hai tay, ông Hamatour đã dùng miệng để điều khiển vợt thi đấu. Khi bóng được đánh từ đối phương, ông di chuyển đến vị trí trái bóng rồi dùng chiếc vợt trong miệng để đánh trả. Điều đáng kinh ngạc khi giao bóng, ông dùng chân để ném bóng lên rồi sau đó dùng miệng đang ngậm vợt để đẩy trái bóng đi. Ông Hamatour cho biết đã thi đấu bằng phương pháp này trong nhiều năm. Từ năm 10 tuổi, ông Hamatour đã mất cả hai cánh tay
vì một tai nạn tàu hỏa. Trả lời phỏng vấn của CNN vào năm 2014, ông Hamatua tiết lộ, tại ngôi làng nơi ông lớn lên, mọi người gần như chỉ có hai môn thể thao để lựa chọn là bóng đá và bóng bàn. Bóng đá là lựa chọn dễ dàng với người mất cả hai tay. Nhưng ông Hamatua đã quyết định chọn cả hai và sau này theo hẳn bộ môn tưởng chừng như không thể với người mất đôi tay, đó là bóng bàn. Thật khó để chơi bóng bàn sau vụ tai nạn. Tôi đã phải khổ luyện mỗi ngày trong suốt 3 năm. Mọi người đều kinh ngạc và bất ngờ khi thấy tôi thi đấu. Họ ủng hộ tôi rất nhiều và cảm thấy tự hào về sự quyết tâm nỗ lực của tôi, ông chia sẻ. Những sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp ông đạt được giấc mơ khi tham dự Paralympic Rio 2016 ở tuổi 43. Còn bây giờ, ở tuổi 48, ông lại một lần nữa góp mặt tại một kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Thất bại ở ngày ra quân Paralympic Tokyo. Dù có phần buồn bã, nhưng ông Hamatua vẫn cho thấy niềm đam mê nhiệt huyết khi thi đấu ở Paralympic. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, ông Hamatua nói, trận thua hôm nay có vị thật cay đắng, nhưng tôi thấy tự hào khi những nỗ lực tập luyện được đền đáp bằng tấm vé dự Paralympic và hy vọng sẽ có được kết quả tốt hơn ở các trận đấu kế tiếp. Rõ ràng dù kết quả có ra sao thì ông Hamatua vẫn là tấm gương truyền lửa tuyệt vời tại Paralympic Tokyo 2020, không chỉ cho cộng đồng người khuyết tật mà còn cho cả người bình thường trong nỗ lực vượt khó vươn lên theo đuổi đam mê của mình. Vào rạng sáng mai 28 tháng 8, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia cho chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 ngày chuẩn bị trước khi gặp Saudi Arabia vào tối ngày 2 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 1 giờ sáng ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Cũng trong buổi trưa ngày hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện đã chốt danh sách 25 tuyển thủ sang Saudi Arabia. Theo đó, ngoại trừ hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Minh Vương và mới đây nhất là trung vệ Bùi Tiến Dũng bị chấn thương, không kịp hồi phục để đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại trận khai màn trước Saudi Arabia. Ngoài ba cái tên nói trên chia tay đội tuyển vì lý do bất khả kháng, thì Việt Anh, Hoàng Anh, Văn Xuân và thủ môn Văn Hoàng cũng không được thầy Park điền tên trong danh sách sang Saudi Arabia lần này. Để toan tính cho chặng đường dài hơi của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bổ sung thêm Xuân Nam, Trọng Đại, Văn Kiên và Đình Kha lên tuyển. Đáng chú ý nhất trong danh sách sang Saudi Arabia lần này, các tân binh như Tiến Anh, Văn Thiết và Phạm Tuấn Hải đều được giữ lại. Tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Tuấn Hải đã thể hiện rất tốt chuyên môn và phong độ của mình ở các trận đấu tập nội bộ với đàn em U22 Việt Nam. Với cú đúp bàn thắng ghi được mới đây, Tuấn Hải nhận được cánh gật đầu với các thành viên của ban huấn luyện. Ngoài 24 tuyển thủ sẽ bay từ Việt Nam sang Saudi Arabia, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đón thêm thủ thành Đặng Văn Lâm bay thẳng từ Nhật Bản vào ngày 29 tháng 8. Hiện tại, một trong những vấn đề nan giải gây khó khăn nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này đó là hàng loạt ca chấn thương, đặc biệt là ở vị trí hàng thủ, vốn là nền tảng cho đội tuyển bay cao trong những năm qua. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo chứng kiến nhiều cầu thủ chấn thương đến như vậy trong một đợt tập trung. Có nhiều nguyên nhân hệ lụy dẫn tới chấn thương, nhưng rõ ràng không thể không đặt câu hỏi rằng liệu những ca chấn thương ở đội tuyển hiện tại có phải xuất phát từ giáo án thể lực của thầy Park cùng ban huấn luyện quá nặng trong bối cảnh cầu thủ vừa nghỉ thi đấu dài ngày vì V-League hoãn hủy, hay bởi việc chuẩn bị cho hai trận đấu trước những đối thủ quá mạnh cũng khiến các cầu thủ gặp áp lực ngay từ trên sân tập. Được biết, Bùi Tiến Dũng là cái tên mới gia nhập danh sách chấn thương vì rách cơ. Trước đó, Đoàn Văn Hậu tái phát chấn thương sau khi trở về từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Hậu vệ này đã sớm chia tay đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, hàng loạt các ca chấn thương đã xảy ra ở đợt tập trung lần này gồm Tuấn Anh, Văn Toàn, Đình Trọng, Tiến Linh, Thành Trung, Tiến Anh, Minh Vương, Tuấn Tài, Đức Trinh. Tuấn Anh và Văn Toàn phải tập riêng với bác sĩ đội tuyển ngay buổi đầu do chấn thương trước đó. Hiện tại, Minh Vương và Thành Trung vẫn tiếp tục tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đội tuyển. Nhiều khả năng bộ đôi này sẽ không thể thi đấu trận ra quân gặp Saudi Arabia. Về phía Đình Trọng, hậu vệ này bị đau cơ đùi nên cần phải thêm một buổi nữa mới có thể tập luyện lại bình thường. Chỉ có tín hiệu khả quan đó là Tuấn Tài và Đức Trinh đã hoàn toàn bình phục, bắt nhịp trở lại rất nhanh với các đồng đội. Kể từ khi đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào giữa tháng 6, các cầu thủ về nước và thực hiện cách ly, sau đó trở lại câu lạc bộ. Qua thời gian này, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng hiếm hoi tập luyện một cách nghiêm túc. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất đã xả trại cho các cầu thủ về nghỉ từ ngày 20 tháng 7. Các đội bóng khác có đội cho cầu thủ nghỉ, có đội duy trì tập luyện. V-League 2021 không thi đấu từ tháng 5 và chính thức bị hủy mới đây. Việc các cầu thủ không được thi đấu cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến phong độ, thể lực và cảm giác bóng.
Do đó, khi phải tập với giáo án nặng hay việc nhồi thể lực khi lên tuyển cũng là nguy cơ dẫn đến những chấn thương. Việc các ca chấn thương từ các nhân sự chủ chốt liên tục xuất hiện khiến cho đội tuyển Việt Nam đang gặp khó khăn. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo phải triệu tập bổ sung nhân sự cho đội tuyển Việt Nam cũng là để chuẩn bị cho những phương án thay thế khi cần thiết. Nhưng rõ ràng, khi bộ khung cứng của đội tuyển Việt Nam bị lung lay bởi chấn thương, điều này sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh và thành tích thi đấu trước các đội tuyển hàng đầu khu vực như Saudi Arabia và Australia. 30 phút của chương trình ngày hôm nay đã trôi qua thật là nhanh, và nếu các bạn thấy chúng tôi thiếu sót phần tin tức quan trọng nào, hãy comment ở phần phía dưới nhé. Bây giờ đã đến lúc phải chia tay rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.